Cho tặng 800 triệu đồng, chùa Ba Vàng hỗ trợ xây nhà mới cho người dân. Gia đình rất là xúc động và tỏ lòng biết ơn trước hết Đảng và Nhà nước và các cấp các ngành, nhất là chùa Ba Vàng cũng đã có lòng hảo tâm và đến trực tiếp tại gia đình. Để cho gia đình chúng em đã có một cái động lực để chúng em cố gắng phấn đấu để có cái ngôi nhà có lẽ ai cũng cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của người dân khi được nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà mới từ chương trình xóa nhà ở tạm, nhà rột nát năm 2023 do thành phố Uông Bí tổ chức. Hưởng ứng chủ trương của thành phố, với tinh thần đồng hành cùng dân tộc, chùa Ba Vàng đã ủng hộ 800 triệu đồng để chung tay giúp đỡ các hộ cận nghèo, người yếu thế, người khuyết tật khó khăn về nhà ở. Sau khi tham dự hội nghị trao kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà rột nát năm 2023, đại diện lãnh đạo thành phố cùng chư tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho 10 hộ gia đình. Khang trang lắm rồi. Chào các bác nhé. Chùa Ba Vàng, hôm nay các thầy trực tiếp là cùng với đoàn của thành phố và phường về thăm mọi ngôi nhà khang trang chuẩn bị hoàn thành đi vào sử dụng và trao và tình cảm và vật chất của thành chùa. Thành phố Uông Bí thì có đặc điểm rằng cũng là một trong những cái trung tâm Phật giáo lớn của quốc gia và có nhiều cái yếu tố mang tầm quốc tế. Thế thì chúng tôi luôn nhận thức rằng truyền thống tốt đời đẹp đạo, truyền thống nhân ái của Phật giáo nếu mà đồng hành cùng với dân tộc, đồng hành cùng với các chủ trương lớn của cấp ủy chính quyền thì sẽ phát huy những nhân lên các sức mạnh. Chính vì vậy trong thời gian qua thì chúng tôi cũng rất quan trọng cái sự chung tay vào cuộc của nhà chùa đối với các cái công việc, nhất là nhân ái từ thiện. Chúng tôi cũng ghi nhận và nhận thức sâu sắc rằng là cái sự hỗ trợ của tổ chức tôn giáo nói chung, của nhà chùa nói riêng thì cũng mang lại những ý nghĩa rất sâu sắc và đem lại hiệu quả thực chất. Và chúng tôi cũng luôn mong rằng là cái truyền thống này tiếp tục được phát huy để mà nhà chùa tiếp tục đồng hành với thành phố, với nhân dân trong các cái công việc xã hội từ thiện nhân ái vừa phù hợp với chủ trương chung của Đảng Nhà nước, đồng thời cũng lại hết sức là phù hợp với đạo pháp để mà nâng cao đời sống cho nhân dân, bớt đi những cái hoàn cảnh khó khăn. Đối với chùa Ba Vàng là một trong những đơn vị đồng hành với phường Phương Nam rất nhiều năm trong công tác an sinh xã hội và công tác chăm lo đến các đối tượng yếu thế. Nhận thấy rằng đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước và sự đồng hành của giáo đối với lại lĩnh vực an sinh xã hội, và cũng thấy được là tâm đối với các thầy dành cho người dân. Tôi lấy làm rất là xúc động và xin phép được kính chúc các ban ngành đoàn thể được luôn luôn mạnh khỏe và phục vụ cho nhân dân hàng ngày càng tốt đẹp hơn. Bên cạnh các ngôi nhà rột nát, xuống cấp trầm trọng, không có chỗ ngồi, nhiều ngôi nhà mới đã được dựng lên khang trang. Một số ngôi nhà đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng trước mùa mưa, để bà con được yên tâm sinh hoạt và phát triển kinh tế.